công dụng thần kỳ của cây tẩm bóp và sự nhầm lẫn nguy hiểm. Theo lương y Vũ Quốc Trung, cây tẩm bóp trong đông y là cây thuốc có tác dụng chữa bệnh. Lá cây tẩm bóp dùng làm rau ăn và quả có tác dụng thanh nhiệt tiêu đờm. Tẩm bóp là cây thân thảo cao từ 50 đến 90 cm, có nhiều cành phân nhánh, lá tẩm bóp mọc so le, hình bầu dục, chưa thủy hoặc không. Hoa tẩm bóp mọc đơn độc, có cuống mạnh. Quả tẩm bóp mọng, tròn, nhẵn, lúc chưa chín có màu xanh, khi chín có màu đỏ. Quả có đài bao quanh bên ngoài, có nhiều hạt. Tẩm bóp ra hoa kết quả quanh năm, các bộ phận trên cây đều có thể sử dụng để làm thuốc. Cây tẩm bóp có vị đắng, tính mát, không độc, tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, khu đàm, chỉ khái, nhuyễn kiên kết tán. Rau tẩm bóp có thể chế biến thành nhiều món ăn và đều mang đến hương vị rất lạ, hơi đắng nhưng thanh và mát. Tẩm bóp luộc, nấu, xào với thịt đều rất hấp dẫn. Trong các bữa tiệc dùng chung vui trong gia đình, bạn bè, tẩm bóp cũng xuất hiện cùng với các món lẩu. Tẩm bóp không chỉ sạch mà còn rất tốt cho sức khỏe. Vì tính mát của rau nên rau có hiệu quả rất tốt cho việc chữa trị các bệnh dạ dày, giải nhiệt và trị mụn nhọt. Giá trị lớn nhất của cây tẩm bóp là quả. Quả có hình tròn nhỏ như quả cà, bên ngoài được bao bọc bởi lớp vỏ mỏng, giống như hình lồng đèn, nên ở một vài nơi, tẩm bóp còn được gọi là cây lồng đèn hay thù lù cạnh. Kho bóp, quả tẩm bóp, vỏ bọc của quả bị thủng và sẽ viết ra tiếng bột, nghe rất vui tai. Theo đông y, quả tẩm bóp vị chua, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm. Khi quả chín sẽ có màu đỏ rất đẹp, vị hơi chua, có thể chế biến làm mứt, thậm chí làm thuốc chữa bệnh. Những quả tẩm bóp này có tác dụng rất tốt trong việc giải nhiệt, chữa các bệnh về thận, bài tiết, chữa ho, tiêu đờm, vân vân. Tẩm bóp còn được sử dụng để trị cảm sốt, yết hầu sưng đau, ho nhiều đờm, phiền nhiệt nôn nấc. Dùng từ 20 đến 40 gram sắc khô để uống, dùng ngoài trị nhọt vú, đinh độc. Dùng 40 đến 80 gram cây tươi giã, vắt ní nước cốt uống, bã thì dùng để đắp hoặc nấu nước rửa. Quả tẩm bóp ăn được và dùng chữa đờm nhiệt sinh ho, thủy thủng và đắp ngoài chữa đinh sang, dễ tươi nấu với tim lợn, chu sa, dùng ăn chữa được đái tháo đường. Ở Ấn Độ, tàn cơi được sử dụng làm thuốc lợi tiểu, lá được dùng để trị các rối loạn của dạ dày. Bài thuốc có thể sử dụng từ cây tẩm bóp. Sau đây là một số bài thuốc của cây tẩm bóp theo sự giới thiệu của lương y Vũ Quốc Trung. Cây tẩm bóp trị nhọt vú, đinh độc. Dùng từ 40 đến 80 gram cây tươi, giã vắt lấy nước uống, bã thì dùng đắp hoặc nấu nước để rửa vết đau hàng ngày. Cây tẩm bóp trị viêm họng, khan tiếng, ho khan, ho có đờm, trị tiểu ít, ban đỏ, thủy đậu, bệnh chân tay miệng. Dùng từ 15 đến 30 gram cây tẩm bóp khô, tươi từ 50 đến 100 gram, sắc uống trong ngày, dùng từ 3 đến 5 ngày liên tiếp. Cây tẩm bóp trị đái tháo đường. Rễ cây tẩm bóp tươi từ 20 đến 30 gram, nấu với tim lợn và chu sa, cách một ngày dùng một lần, uống từ 5 đến 7 ngày. Dễ nhầm cây tẩm bóp với cây nu lu đực, một loại cây chứa nhiều độc tố nếu chúng ta không biết cách chế biến. Hiện nay, rất nhiều người quan tâm đến việc có mấy loại cây tẩm bóp và nhiều người cũng nhầm lẫn cây nu lu đực với cây tẩm bóp. Trong bộ sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của tác giả giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, nhà xuất bản Y học Hà Nội năm 2004, ở trang 140, thì mô tả loại cây nu lu với những đặc điểm khá chi tiết cũng như công dụng lưu ý. Nu lu là cây thân thảo cao từ 0,5 đến 0,8 m, thân cây có thể chia nhiều cạnh, lá mọc đơn, viên lá hình bầu dục hoặc hình trứng, dài từ 4 đến 15 cm, rộng từ 2 đến 3 cm. Đặc điểm này rất dễ nhầm lẫn với các loại cây thuộc chi tẩm bóp. Hoa thường mọc thành chùm với sự hoa giáng tán. Tự hoa không mọc ra từ lách lá như các loại tẩm bóp mà mọc ra ở phía trên của lách lá. Quả hình cầu thành chùm khi chín có màu đen. Loài này theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, nó mọc hoang dại khắp mọi nơi. Toàn bộ cây nu lu đực đều chứa độc tố solanin. Có nhiều sự trùng hợp hoặc nhầm lẫn trong tên gọi tẩm bóp,
Do vậy, loài Nunu đực đôi khi vẫn thường được sử dụng trái chín để ăn như một số loài tẩm bóp. Báo cáo của Trung tâm An toàn và Sức khỏe nghệ của Canada, hợp tác chương trình quốc tế về an toàn hóa chất, thì ở loài cây xanh của loài Nunu đực chứa nhiều độc tố solanin hơn cả. Người ta cũng cảnh báo rằng ở lá của nó còn chứa nhiều chất nitrita. Nếu ăn phải một lượng lớn các quả còn xanh và lá tươi của loại này, thì sau từ 6 đến 12 tiếng có thể xảy ra các hiện tượng như sốt, vã mồ hôi, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, rối loạn hô hấp, buồn ngủ. Việc sử dụng Nunu đực theo tác giả Đỗ Tất Lợi thì nó nên được luộc thay qua một vài lần để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi muốn dùng nó như là một thực phẩm để chế biến các món ăn. Ngoài ra, nếu ăn quả, chỉ được phép ăn quả đã chín và ăn số lượng ít. Đối với vai trò trong y học, nước sắc cây có thể dùng làm nước rửa vết thương, mẩn ngứa hay vết bỏng. Với dịch ép của cây, tùy vào liều lượng có thể dùng trong điều trị gan hoặc các bệnh ngoài da vẻ nến. Trong truyền thống sử dụng thảo dược của miền Bắc Ấn Độ ghi nhận, nước luộc cây này và quả chín nếu dùng lượng vừa phải có công dụng giảm bớt một số bệnh về gan, bao gồm như vàng da. Như vậy, chúng ta chỉ nên ăn trái đối với loài tẩm bóp, chỉ ăn rau đã qua luộc thay nước trước khi xào đối với các loài thù nụ đực. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn, và hy vọng với những thông tin trên, quý vị và các bạn đã có được những bài thuốc quý từ cây tẩm bóp.